chó Rottweiler giá rẻ. Đây, để cho mọi người xem cái đàn chó con này. Đây là có hai đàn, một đàn hai con là vừa quay rồi, còn đây là đàn chó con nữa cũng của con Loki với một con cái khác. Thì đàn này là 8 con, hai con cái và 6 con đực. Ngày hôm nay thì coi như là cái đàn này coi như là được 20 ngày rồi anh nhỉ. 20 ngày rồi. 3-4 ngày nữa là bắt đầu ăn dặm. Bây giờ vẫn đang bú sữa mẹ 100%. Đàn này thì cho con ở mức giá rẻ. Cái ăn theo cái con Loki, con bố, thành ra cái khung gọng của con chó con nó chắc sớm. Đó, mọi người nhìn. Cái con chó con là bây giờ là nó mới bé tí, mới 20 ngày thôi, nhưng mà nó đi lại là nó di chuyển khắp chuồng rồi. Và nó đi nó chắc chân, nhìn nhá. Đó, nó đi cái chân nó chắc. Cái đấy là nó do gen nha mọi người nhé, chứ không phải là ấy đâu. Chứ còn bình thường mà cho con ở tầm này, nếu mà bố mẹ mà khung mà không chắc là cho con đi là nó siêu vẹo. Đi nó siêu vẹo, nó bang cái chân ra chứ nó đi nó không chắc chân được. Còn khi con chó nó to lên rồi thì con nào nó cũng chắc thôi. Cái độ chắc của nó là chắc 10, chắc 8, chắc 5 thôi. Nhưng mà cái lúc chó nhỏ này là nhìn thấy cái khung của nó về sau dự đoán là dễ nhất ở cái lúc chó nhỏ này. À, như bọn này là thế, đợt này là Loki hơi nhiều hậu duệ. Đàn này là ở mức giá rẻ mọi người nhé. Đàn này là nó sẽ ở mức giá rẻ từ 10 đến 15 triệu à. Bây giờ thì chưa có xác định, phải chờ con chó nó khoảng tầm hơn 40 ngày ra Tết thì sẽ bán. Con của Loki ấy, nó hữu động. Bé tí mới mở mắt đấy là bắt đầu nô nhau rồi. Nô vờ này, ông đại ca này, ông đại ca này là ông là đực hay là cái? Cái thế này, cái mà nghịch thế. Nhé. Gái mà đi mà gạ gẫm cho nó đánh nhau. Đấy, 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 đấy. Gái đấy. Gái Loki. Cái Loki đại ca quá. À, quá đối rồi, chơi với nhau đi, chiến đi. Chiến nhau đi. Bọn này thì nó còn nhỏ quá, quay để cho mọi người xem cho vui thôi, chứ không có chọn gì được ở cái tầm này cả. Chọn là chọn ở hai cái con đực to này, này. Hai con đực to này thì là chọn này. Còn bọn nhỏ này thì chưa, bọn nhỏ này cứ biết thế thôi. Muốn chọn là nó thì con chó nó phải khoảng tầm 40 ngày. Bây giờ nó mới 20 ngày thôi. 20 ngày nữa thì lúc đấy thì sẽ có cái cụ thể của cái đàn chó con này. Bây giờ cứ check trước đây, để xem người vào cho nó thái độ thế nào. Đấy, từ bé nó bám người đấy. Quát quát. Là cái bà gái này. Bà gái này chính là bà vừa sủa đây. À, một con khác nữa cũng sủa. Răng đẹp. Gái. Sờ hết gái đi đã nha. Một gái này, hai gái này. Gái này nữa. Ok, hai con gái răng tốt. Hai gái răng tốt. Đực thì là xem bất kỳ thôi. Đực răng tốt. Thằng này giống bố đấy. Răng tốt luôn. Trời ơi, thế này, thế đợt này Loki hơi bị nhiều. Loki hơi bị nhiều hậu duệ rồi đấy. Yên để anh nhẹ nhàng anh xem cho tôi nó rất bực. Tốt luôn. À, vừa mới kiểm tra răng là không kiểm tra hết, và có thể là nó có một cái sự trùng hợp. Một con có thể kiểm tra hai lần bởi vì cho nó rất là giống nhau ở giai đoạn này. Nhưng mà kiểm tra như thế là kiểm tra 6 trên 8 lần thì là tất cả đều răng đều tốt. Thế chờ xem là cho nó 2 tuần nữa xem cho nó sẽ dậy cái mặt của nó như thế nào. Đàn này thì
là chắc chắn là nó ở mức giá rẻ thôi. Đàn này nếu mà đánh giá về cái phả gen thì nó sẽ kém cái đàn hai con đực kia. Hai con đực này là phả gen của nó đánh giá là tốt hơn. Cùng bố nha mọi người nha. À, nhưng đàn này là bù lại là tính cách đàn này là rất là tốt đây này. Đàn cho con này tính cách cũng rất là tốt này. Nó mới 20 ngày mà nó ưa vận động như thế này là tốt rồi. Và nó thể hiện là cái bộ khung của nó khỏe. Bộ khung của con chó con nó rất là khỏe. Nó có khỏe thì nó mới chạy nhảy được. Ở cái tầm ngày tuổi này, coi như là 3 tuần tuổi, coi như 20 ngày thì coi như 21 ngày, 3 tuần tuổi. Chất lông tốt, màu mảng cũng tốt, khung là tốt rồi đấy, còn cái mặt của nó thì chờ để cho nó dậy cái mặt của nó xem nó ở mức độ nào. Chắc là đàn này mặt ở mức khá. Đó, mọi người nhìn con chó con nó đi lại đó, nó bé tí và đi lại. Nào, không bắt nạt đi em. Đây, to một bé nô với nhau, to nô bắt nạt con bé. Bé bật ngay, thấy không? Nô nhẹ nhàng thì được chứ nô mạnh là con bé nó bật. Đây là hai đàn cùng bố, đều là bắt sau Tết. Con này nó gầm gừ, tính cách của chúng nó như thế là rất là tốt đấy. Khung gọng, màu mảng các thứ thì là ok. Đàn em này sẽ là ở mức giá rẻ. Thì chờ con chó 4-5 ngày thì mình sẽ quay video cho nó. Ra Tết nha mọi người nhé. Ra Tết. Đó. Nô đó. Quét quét đó. Con chó cái nó nhanh nhẹn hay không? Con chó nhanh nhẹn hay không, cái tính cách của nó như nào thì từ bé là nó thể hiện rồi. Nô nhau nó gầm gừ lép quét rồi đấy. Mới mở mắt ra mấy hôm thôi, 20 ngày đó. Nô đó. 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 Nô với nhau. Và nô với con to. Bà này bà đòi vào chuồng, đòi vào với mẹ. Xem là được hay cái đây. Cái. Đúng rồi. Nó đòi vào với mẹ đó. Đằng đằng sau này được hai cái. Được. Được, chúc mừng thằng đệ Loki. Đợt này là hơi bị nhiều hậu duệ, mà hậu duệ đều là rất là có tương lai. Hậu duệ này là đàn này là có tương lai đấy. Tương lai chó đẹp đấy chứ không phải là đơn giản đâu. Còn cái độ nhanh nhẹn của chúng nó, độ nhanh nhẹn của cái đàn chó con thì mọi người xem video mọi người cảm nhận được rồi. Từ cái lúc nó còn bé này nó đã nô nghịch, nó vận động, nó đi lại thoăn thoắt rồi đó. Và nó nô nhau, nó hầm hè, nó chơi, nó nô. Đó là thể hiện con chó nó rất là khôn con chó. Ngày kia là vàng 24 đúng không? Vàng 24 tàn đúng không? Ok. Thứ tư là tất niên. Tất niên công ty sang văn phòng. Đấy. Là thấy tiếng sủa lại này. Anh có thấy cái sự khác biệt của chúng nó với những đàn chó con trước đây anh nuôi không? Từ lúc bé này. Đây cái quan trọng ở đây là nó thể hiện là ở cái lúc nó vừa mới gọi là chưa biết cuộc đời là gì, anh nhá. Không có dạy dỗ gì, tất cả đều là bản năng của chúng nó. Mà nó như này, cái đấy là nó do gen quyết định chứ không phải do nuôi. Bởi vì cái giai đoạn là con chó mẹ nó nuôi con này thì nó chả có cái ai dạy được chúng nó cả. Đấy, cái độ gọi là cái độ nhanh nhẹn và cái độ thông minh của chúng nó là nó thể hiện từ bé. Đó. Nghe thế ấy là nó gừ đấy, nó rủ nhau, nó gừ, nó dọa đấy. Quay đi mấy thằng em, quay thằng anh đi. Thằng anh nô nghịch nghịch, mấy thằng em quay đây. Tập trung vào.
đồng lòng vào để xử lý thằng anh. Loki thế là đợt này là Loki là có dàn hậu duệ này là hơi bị tốt đấy. Loki là có dàn hậu duệ này hơi tốt đấy. Nói chung là cái đấy là duyên của từng con đực một. Vì con Marvin thì cho con của nó ra nó cũng tốt, nhưng mà nó này ghép cặp nó này cứ không đậu hoặc nó xịt, nó sẩy hoặc là nó chết. Như cái lần trước của con Dina ấy, đẻ 8 con là chết cả đàn cho con. Ok, mọi người mà thích cái con cho con ở cái mức giá rẻ thì mọi người chờ đàn này của Loki nhá. Đàn 8 con này là Loki phối với lại con cái ngoài. Là con cái coi như là nó là con cái chạy mua bên ngoài, không phải con cái chạy đẻ ra. Còn cái đàn hai con to này, hai con đực này thì là con cái của chạy đẻ ra. Tính cách của nó thì nó thừa hưởng theo cái dòng máu, là như bọn chó con này, 8 con này là dòng máu của nó là nó cũng thừa hưởng con bố đấy, nó nhanh nhẹn và cái khung nó chắc sớm. Tôi cho nó vào với mẹ nó cho nó bú đi chứ nó rối ồn quá. Ok. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.